Xin chào quý vị và các bạn. Mưa dông bao phủ hầu khắp cả nước. Điều này được thể hiện trên bản đồ mưa với màu xanh trải khắp các khu vực từ Bắc tới Nam. Nguyên nhân là do giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ. Theo đó, các tỉnh Bắc Trung Bộ là nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất. Từ ngày hôm nay mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 9 tháng 9, ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Bình, có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 100 đến 200mm một đợt, có nơi trên 250mm một đợt. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng đô thị trũng thấp. Ngày hôm nay ở phía đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Từ đêm nay đến ngày 9 tháng 9, mưa sẽ tăng thêm ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình Sơn La có mưa vừa mưa to với tổng lượng mưa từ 50 đến 100 mm một đợt, có nơi trên 150 mm một đợt. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa nam giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên từ nay mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 9 tháng 9, ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 40 đến 70 mm trên 24 giờ, có nơi trên 100 mm trên 24 giờ, mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đến với dự báo chi tiết tại thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay có lúc có mưa rào và dông. Từ đêm nay đến ngày 9 tháng 9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày không cao, mức cao nhất trong trưa chiều không quá 31 độ, còn buổi tối chỉ khoảng 24 đến 25 độ. Cùng chung xu thế đó tại thành phố Đà Nẵng, sáng và trưa nay trời nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Nền nhiệt vì thế duy trì ở mức mát mẻ từ 26 cho đến 31 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mưa cũng tập trung nhiều về cuối ngày. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt cao nhất trưa chiều nay dưới 32 độ, về đêm hạ xuống 25 cho đến 26 độ. Khép lại bản tin thời tiết 12 giờ là dự báo thời tiết tại các thành phố khác trên cả nước. Xin chào và hẹn gặp lại.